Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin tổng hợp những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tình hình lũ lụt trên thế giới hiện có trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, nguy cơ bão chồng bão đang đe dọa Trung Quốc do ảnh hưởng của bão Khanun, tỉnh Long Giang, miền đông bắc nước này đã xảy ra mưa lớn, khiến tỉnh này hôm nay buộc phải liên tục phát đi cảnh báo đỏ mức nghiêm trọng nhất vì mưa lớn. Vào lúc 9 giờ 25 sáng nay, theo dự báo địa phương, Đài khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã tuyên bố cảnh báo mưa bão màu đỏ mức cao nhất trong 4 cấp do trong 3 giờ qua, lượng mưa đo được tại một trạm khí tượng ở thành phố Triệu Đông đã đạt 91,7mm và vẫn tiếp tục có mưa. Tổng lượng mưa tại một số nơi đã vượt trên 100mm. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày, Đài khí tượng tỉnh này đã tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ bởi sự dự kiến lượng mưa tích lũy trong 3 giờ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh này đã vượt 100mm. Cấp mức cảnh báo tương tự lại được ban bố vào lúc 13 giờ 20 và 13 giờ 55 chiều ngày hôm nay do lượng mưa tiếp tục duy trì ở mức cao theo dự báo của Đài khí tượng Hắc Long Giang. Từ ngày hôm nay đến ngày kia, lượng mưa tích lũy ở khu vực Đông Nam Cáp Nhĩ Tân, miền Trung và Nam thành phố Mẫu Đơn Giang sẽ vào khoảng 100-220mm. Có nơi lên tới 250-310mm. Do khu vực xảy ra mưa lớn trùng lặp với đợt mưa trước nên Hắc Long Giang còn được dự báo là nguy cơ cao xảy ra thiên tai thứ cấp. Mưa lớn xảy ra vào sáng sớm đã khiến nhiều khu vực ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Sân bay Cáp Nhĩ Tân đã phải kích hoạt cảnh báo hoãn các chuyến bay trên diện rộng màu xanh. Tính đến 12 giờ 30 trưa ngày hôm nay, 40 chuyến bay tại đây đã bị hoãn. Hiện thành phố này đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 4 lên cấp 3. Mưa lớn xảy ra ở Hắc Long Giang là do chịu ảnh hưởng của bão Khanun. Cơn bão được dự báo là sắp tiến vào biển Hoa Đông ở khu vực bờ biển từ miền Trung tỉnh Chiết Giang đến phía Bắc tỉnh Phúc Kiến vào khoảng từ chiều đến đêm nay với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió từ 14 đến 16. Bão Khanun tấn công Trung Quốc trong bối cảnh nhiều địa phương miền Bắc nước này như Bắc Kinh, Hà Bắc vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của bão Dosuji, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích, hàng triệu người phải di rời và bị ảnh hưởng. Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã quyết định trích 432 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 60 triệu USD từ Quỹ Phòng chống thiên tai và Cứu trợ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ 8 tỉnh bao gồm Hà Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất thiên tai. Mưa lớn xối xả chút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Hôm nay, trạm thủy văn Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong 140 năm qua. Khi mưa lớn liên tục chút xuống do ảnh hưởng của bão Dosuji, lượng mưa tối đa đo được tại hồ chứa Vương Gia Nguyên ở quận Sơn Bình là 744,8mm, mức cao nhất trong 140 năm qua kể từ khi cơ quan bắt đầu thống kê. Mưa lớn xối xả chút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Dữ liệu của cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cho thấy hơn 52.384 người dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Bắc Kinh hiện đang tăng cường các nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai bằng cách sử dụng máy bay trực thăng của quân đội để thả các nhu yếu phẩm thiết yếu và sơ tán người dân bị mắc kẹt tại khu lũ lụt. Cơn bão Dosuji cùng cơn mưa lịch sử đã khiến người dân Bắc Kinh phải lao đao những ngày gần đây. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão Dosuji, từ 8 giờ sáng thứ Bảy, Trắc Châu liên tục mưa, đặc biệt trong vài ngày qua. Khi thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm qua, thì các con sông ở thành phố Trắc Châu, nằm phía tây nam Bắc Kinh, đã nhận một lượng nước lớn từ Bắc Kinh, biến Trắc Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại. Hàng loạt ô tô chìm trong biển nước, đường biến thành sông, theo Reuters đưa tin. Bắc Kinh và nhiều thành phố lân cận đã gặp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn lịch sử kéo dài 5 ngày từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Tư tuần này. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cho biết đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm qua. Cụ thể, lượng mưa của cơn bão Dosuji chút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình cả 7 tháng. The Economic Times cũng viết các khu vực phía Bắc Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nhiều ô tô bị cuốn trôi, các ga tàu điện ngầm chìm trong biển nước, hàng trăm chiếc xe buýt dừng hoạt động. Thậm chí không chỉ có ô tô con, nhiều chiếc xe tải cũng không thoát khỏi cảnh tượng tương tự. Rất nhiều người dân đã ghi lại cảnh các phương tiện đang bị
cuốn bởi dòng nước lũ và nhiều con đường trở thành sông nước thực thụ. Họ chia sẻ hầu hết ô tô đỗ trước nhà đều bị cuốn đi hoặc hư hại nặng nề. Từ trên cao, không khó để nhìn thấy các hàng dài la liệt những chiếc ô tô chìm sâu dưới dòng nước sau trận mưa lũ lịch sử. Ngoài ra, một đoạn video được CCTV đăng tải cũng cho thấy một cây cầu đường bộ ở Bắc Kinh đã bị gãy làm đôi, nhưng không chỉ ngập trong nước, nhiều phương tiện cũng bị mắc kẹt nghiêm trọng. Chưa hết, mưa lũ còn khiến nhiều cột điện bị hư hại, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và thông tin liên lạc ở một số khu vực. Vào hôm thứ Ba, gần 400 chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn tại hai sân bay lớn của Bắc Kinh. Trang thông tin Showington cũng viết, không chỉ hư hại tài sản, cơn bão Dosuji cũng gây nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là người lái ô tô. Tờ Guardian đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông bị mắc kẹt trong xe ô tô và bị dòng nước cuốn trôi. May mắn, ông đã được đội ngũ giải cứu kịp thời. Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ, hàng trăm kho sách bị ngập, chật kín các đội cứu hộ. Theo thời báo Hoàn Cầu hôm qua đưa tin, trong 2 ngày qua, hơn 1.000 đội cứu hộ đã được triển khai tới thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Trong khi tình hình nhìn chung đã được cải thiện ở các khu vực phía đông của thành phố, nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu vực phía tây của Trác Châu và một số cư dân vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ vào chiều qua. Các quan chức địa phương cho biết, từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 11 giờ trưa thứ Ba, Trác Châu đã hứng lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm. Tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, tổng cộng 133,913 người và 146 ngôi làng ở Trác Châu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh hưởng đến khu vực rộng 225,38 km2, điều thứ ba, nguồn cung cấp nước đã bị cắt trên toàn thành phố và một số khu vực thành phố bị mất điện. Tính đến chiều thứ ba, có 125.100 người từ 124 ngôi làng ở Trác Châu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trác Châu đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, gồm tổng cộng 8.755 người để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong đó có đội cứu hộ Bầu Trời Xanh của Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi từ Trác Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức tới giải cứu người dân vùng lũ. Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng nước chảy đục ngầu, túi ni lông vỏ chai nổi lênh bềnh trên mặt, nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ, xuồng cứu hộ nhiều lần loạn choạng vì lỡ đi qua nóc ô tô. Dọc đường vào chợ, người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người bên mái nhà, có người trên nóc xe tải. Trác Châu là một trung tâm hậu cần quan trọng, có hàng trăm kho sách của các nhà sản xuất trên địa bàn thành phố. Và gần như tất cả các kho sách này đều bị ngập nước, ít nhất vài triệu cuốn sách đã bị ướt do lũ lụt. Các kho trung chuyển của một số nhóm hậu cần ở Trác Châu cũng bị ảnh hưởng. Theo thời báo Hoàn Cầu, hôm qua, truyền thông địa phương tường thuật những trận mưa lớn do bão Dosuji đã gây ngập một khu hậu cần trong thành phố, nơi tọa lạc của gần 100 công ty sách. Vô số cuốn sách bị ướt và thiết bị hư hỏng. Khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình bị ngập nặng hôm thứ Hai sau khi nhà xe bị sập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m², sâu 4-5m. Ngày thứ Ba, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu nhân dân tệ, khoảng 15,43 triệu USD để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc. Đến ngày hôm qua, Bộ Tổ chức Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thông báo phân bổ 44 triệu nhân dân tệ, khoảng 6,17 triệu USD để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trong khu vực. Đợt mưa lớn nhất trong một thập niên do ảnh hưởng bởi bão Dosuji đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích, trở thành đợt mưa lũ tồi tệ nhất Bắc Kinh kể từ năm 2012. Truyền thông Trung Quốc cho biết Bắc Kinh lần đầu tiên phải dùng đến một hồ chứa nước lũ kể từ khi xây dựng cách đây 25 năm. Hơn 52.000 người tại những khu vực bị ảnh hưởng buộc phải sơ tán, hơn 100 tuyến đường của vùng đồi núi đã phải phong tỏa, hơn 4.000 công trình xây dựng phải tạm dừng thi công, thắng cảnh và khách sạn vùng nông thôn cũng phải dừng hoạt động, gần 400 chuyến bay bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn trong ngày thứ Ba tại hai sân bay ở Bắc Kinh. Mưa lớn từ ngày thứ Bảy tuần trước đến hôm qua ở Bắc Kinh là mức cao nhất theo dữ liệu thống kê bắt đầu thực hiện tại thủ đô từ 140 năm trước. Lượng mưa lớn nhất trong cơn bão này là 744,8mm xảy ra tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sơn Bình. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh hôm qua cho biết trên tài khoản WeChat nhấn mạnh đây là mức cao nhất trong 140 năm qua. Bão Dosuji quét qua miền Bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến tuần trước.
gây mưa thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận từ cuối tuần trước. Lượng mưa chút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình cả tháng 7. Cùng với Bắc Kinh, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực cứu hộ ở thành phố ngập lụt khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để giải cứu những người mất tích hoặc bị mắc kẹt do mưa lũ, tìm biện pháp hạn chế thương vong và đưa điều kiện sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Trung Quốc trải qua điều kiện khắc nghiệt trong mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng những hình thái thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Lúc này, Trung Quốc cũng chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kanun, cơn bão thứ 6 trong năm, khi nó đang tiến vào bờ biển phía đông nước này. Thưa quý vị, Thông tấn xã Việt Nam tại Lào đưa tin, Cục Khí tượng Thủy văn nước này vừa thông báo về tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Savannakhet, Trung Lào. Mưa lớn đã khiến nhiều bản làng tại tỉnh Savannakhet bị ngập lụt, làm nhiều diện tích hoa màu ao cá chìm trong nước. Tại huyện Asaphon, hơn 5.100 hộ dân ở 28 bản đang chịu ảnh hưởng. Cục Khí tượng Thủy văn Lào cho biết, mưa lớn dự báo sẽ tiếp tục diễn ra ở tỉnh Trung và Nam Lào, làm mực nước ở các sông tiếp tục dâng cao tràn bờ. Hiện mực nước tại các con sông Pakan, Himbon ở tỉnh Khammuon, sông Sepaphone ở tỉnh Savannakhet, Trung Lào và sông Sedon ở tỉnh Champasak, Nam Lào đang ở mức nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Thủy văn Lào và chính quyền các địa phương cảnh báo người dân tại các khu vực cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn trong những ngày tới. Đề nghị người dân theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết và mực nước do Cục Khí tượng và Thủy văn cung cấp để có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp nếu cần trước các cơn bão gây mưa lớn và gió to hình thành từ Thái Bình Dương. Các nhà khoa học thời tiết cho biết sẽ có 46 cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông gần bằng hoặc ít hơn dự kiến vào thời điểm này trong năm, trong đó 2-3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc. Dự báo những cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc, chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Đông và Nam Trung Quốc. Các cơn bão này có khả năng gây mưa lớn, làm một số nơi ở Lào ngập úng cục bộ. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại phía dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, quý vị hãy cho chúng tôi một like, comment và share. Nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Những bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để theo dõi những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.